Xin chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba của tour du lịch Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang. Hôm nay là đoàn chúng ta đã đến ấp 11 xã Quá Lụ, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là Mr. Ân. Đây là Mr. cái gì kia quên rồi. Cái gì kia? Gì kia? À, hôn kia, Mr. Hôn kia. Phải gần. Thôi đi coi, đi coi. Đó đây, nó đang làm YouTuber mà. Đây nè, đây nè, đây. Đây là chồng của Nghĩa. Không Nghĩa, bữa nay ba má có qua nên để thôi đi coi. Đi đâu có đâu. Đâu hả? Coi coi. Sit down please. Sit down please. Phải đi nướng khô. Nè. Quên tiêu rồi, lâu quá không nói, không biết nó cứng miệng rồi thôi. Chắc hồi vô vài ly nó mới tiếng Hàn nó mới về lại. Mẹ chú đi vô. Ok. À, cho vô. Được, có hỏi rồi. Mẹ chú Việt Nam, mẹ chú Hàn Quốc. Ôi, thú cơ thể. Vô cái từ thê đó là bắt đầu là chuyện mỗi tay luôn á. Vậy là qua đây nó nói chuyện cho gần phải không? Thanh niên lấy chanh. Trời ơi, trời, quýt chanh. 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 Sang chồng của Toàn. Ừ. À. Tại anh xét đây rồi cái xin. Mày uống cái này không uống game mất cả. Họ là chuyện. Nè. Tức tài cư nhân một người. Đá là gì quên tiêu à? Một cái. Ở đúng. Một cái massage. Đá. Ấm mô một cái. Ấm một a cái gì? Anh đặt nó để uống thử con đá trước đi nè. Tại bên bản nó úp lạnh nên nó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái sao đây vô. Ok. Nói thì làm ơn dịch lại dưới trời để cho hai người ta hiểu dưới trời. Đó là bia Việt Nam là có ngon hay không? Lấy cho lại là ngon. Ngon. Ngon không? Hỏi mấy lon, hỏi đô mấy lon? Mẹ chu, mịt bông vô. Mịt bông. Thì cái này đá nguyên vậy thôi. Không biết. Nói gì mà giống cúng vậy. Ây da. Hello Mr. Ha. Đây là chồng của cô giáo dạy chung em. Yeah. Mới xuống đây lần đầu. Ông này là ổng đi lao động Hàn Quốc mấy năm mà dạy về Việt Nam, là ổng nghỉ đi lao động Hàn Quốc nữa rồi, mà ổng Việt Nam ổng đi làm ở Sài Gòn á. Yeah. Rồi tình cờ hai bữa thứ bảy nhật ổng về, rồi đầu sẵn tình cờ em về cái đầu. Ừ, dịp vậy đó, bởi vậy. Ừ. Bởi vì ổng ngồi đây ổng nói chuyện với ông này nè. Biết rồi. Ừ. Tên Ân, kêu Ân đi. Dạ. Hay là kêu anh Tư. Dạ. Ân Nghĩa. Dạ. Tên gì? Hôn Kỳ. Hôn Kỳ à? Hôn Kỳ. Hôn Kỳ đó. Nói cái việc đi chứ. Giờ ta chạy dưới không? Ê, nghe em này nhớ không? Nhớ chứ. À, đó rồi. Rồi. Cho bia ảnh. Rồi, lên bia nha. Cho ta chạy vậy hả? Dạ. Chưa tuyên bố rồi đi rồi nhậu chứ. Hỏi tôi coi nó sẽ còn cái gì không? Dạ. Ừ. Thật luôn. Còn quẩy gì nữa được nó? Xả gì được nữa? Quay video nè. Có gì đâu, tôi nghe. Một cười vô. Quay thôi.
Tự nhiên bả ngồi buồn buồn cái nhớ về Việt Nam hả? Đổ đâu vô nè. Mấy sao chú? Mấy sao? Thầy cô ghi. Ví dụ. Mấy sao? Chính chào mấy sao. Thầy ghi vui, tuy nhiên, kia. Thầy cô ghi, được tuy nhiên. Rồi, ok, mình nói lại chưa? Mới vô khoảng 2-3 mời chủ nhà, đại diện chủ nhà ơi. Ok, ok. Nhà lắm tiêu rồi. Nghe đi. Trời ơi trời. Mày lên nó nhiễm mà. Ngồi không biết hàng nào giả cái gì trời. Ứng dịch dễ hơn gì luôn á, dễ dữ vậy. Không biết được dịch chứ. Trời. Nói cha không biết được dịch luôn. Em với anh đi dịch về sớm luôn á, biết không? Tiếng Anh pha lộn. Bản tiếng Campuchia và Việt Nam. Ba cũng ngôn ngữ hả? Tiếng ngôn ngữ thứ năm là ngôn ngữ mạnh. Khúc Liêm. Em đi bản bao lâu rồi? Em đi bản được bao lâu rồi? Khá là mặt à. Đây cũng phải có người ngồi đấy. Đấy. Chịu thôi. Mà nó mới cười vô. Mà nó mới cười. Bây giờ nó khổ, đang làm công ty Nhật. Mình nhiều khi nói tiếng Nhật lộn qua tiếng Hàn, nói tiếng Hàn lộn qua tiếng Nhật, khổ. Thằng cũng mà huyền văn mà xuất lại quay view đây nè. Hôm nay là ngày thứ tư trong tour du lịch Vũng Tàu Cần Thơ Hậu Giang. Đây là món ngày thứ ba. Ok, sorry. Ngày thứ ba. Món khô cá đóng. Khô cá đóng. Không phải cá đủ. Cá đủ nó nhỏ hơn. Cá đóng. Lên mua cá khác là ngon. Cá đóng. Còn này mắc hơn. Cá vừa có 69 ngàn. Cá là 51 ngàn. Cái 1 ngàn chín cái bill đúng rồi. Đúng rồi. Khô cá đóng. Khô cá đóng. Từ Vũng Tàu về đây chiên ăn với cơm Hậu Giang. Đó rồi. Đây là khô mực. Khô mực cũng ở Vũng Tàu luôn. Đúng rồi, 600 mấy. Rồi. Rồi đây là các cái món ở Hậu Giang. Món pate, chả lụa, cánh gà, đùi gà chiên, nem nướng, nem chua, trứng cút. Sướng trường. Ok, bây giờ chúng ta nâng ly thôi. Đi chưa? Ly đâu ạ? Rồi, chưa. Rồi. Đi ra chưa? Hết bia rồi. Kìa lạnh bên kia kìa, để lạnh kìa. Nội. Mời. Mời ông Để xuống đi, kiếm chỗ để xuống đi.